Hello mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ban Biển nhé. Ok, thì ngày hôm nay thì tôi sẽ xây cái tiếp theo các bạn. Thì cái nhà của mình thì xây cũng khá là cao rồi. Và bộ nội thất của mình thì mọi người thấy rồi là còn 951 trên 1.000 thôi. Thì nói chung mà cũng sắp hết nội, cũng sắp full nội thất rồi đấy. Mong không biết game nó có thêm nội thất hay không đây. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xây những cái sở tiếp cuối cùng. Và đây cũng là một cái sở tiếp cuối cùng đấy, để coi như là một cái đích các bạn ạ. Cái mục đích nha mọi người. Ok, trước khi mọi người xem clip mình thì mọi người đừng quên để lại cho Ban tôi một like, cũng như là Ban Biển của tôi là một đăng ký kênh, người thêm bấm vào chuông và đừng quên bấm nút like nữa. Và mọi người cho mọi người biết thế nào gọi là hành trình xây nhà của tôi, nó cũng phải gọi là cực kỳ khổ đấy. Nhưng mà không sao. Ok, nếu các bạn ủng hộ mình thì mình sẽ gắng xây nhà phải gọi là nhức đầu luôn. Thì nói chung là mình không biết xây xong đây thì mình sẽ xây gì. Mình nghĩ là mình sẽ xây cái vườn trước vật để cho mọi người chơi. Còn bây giờ thì mình xây thôi nào.
Sau bao nhiêu vẻ thì mình cũng đã xây xong mọi người. Trời ơi, nó cực kỳ là phải gọi là tốn tiền luôn, với lại còn quá đi sờ lót luôn mọi người. Ok thì nãy giờ mọi người xem clip, mọi người đừng chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh để giúp kênh Ban Bẻm TV này lên được 10k nha mọi người. Ok, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, chúc mọi người một tuần tốt. Bye bye.